Ở tập trước, lũ quỷ đã nhập vào ông Năm và Tiểu Mỹ. Từ đó chúng tác quài tác quái, ăn uống vô độ, trêu ghẹo con gái nhà lành, phiền nhiễu dân làng. Sáu Long và Mực kịp thời tới can ngăn và quyết tâm trừng trị lũ quỷ. Hắn có bọn đốt thành đó, mọi người nhớ phải cẩn thận. Là quỷ, chạy mau bà con ơi. Cứu tôi, đủ cho ông ăn. Ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Cái lưng của tôi. Ông đang nằm đè lên tôi đó, chạy mau lên. Đậu trên đây là an toàn nhất. Sao mà mình thông minh quá. Con chó đen đi đâu mất tiêu rồi. Chắc bỏ đi chỗ khác rồi. Trời ơi, chó mà treo cây như mèo vậy. Thả ta ra, đồ chó hôi hám. Cứu với. Quỷ xanh, tên học trò kia, ngươi phải trả. Là ta đã thả các ngươi ra, thì chính ta sẽ trừng trị các ngươi, không để cho các ngươi có cơ hội hại người được nữa. Vậy để coi bản lĩnh của ngươi đến đâu. Quỷ đỏ, tiến lên. Trả thù cho quỷ xanh. Đừng trốn nữa, các ngươi không thoát đâu. Hai con quỷ còn lại mạnh quá, nếu đấu trực tiếp thì cũng khó nắm chắc phần thắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi sẽ tìm cách làm yếu sức quỷ đỏ, còn anh hãy giữ chặt ngọn đuốc, tìm cơ hội thiêu chúng thành tro bụi. Mực, cẩn thận. Không, quỷ đỏ. Cố lên bạn tôi, cố lên. Hai ngươi đều phải đền mạng cho anh em quỷ của ta. Đỡ lấy. Nếu như có thể tạo ra được một đám lửa lớn thì may ra mới thắng được tên quỷ này. À, có cách rồi. Lửa thần sẽ đốt loài quỷ độc ác như ngươi thành tro bụi. Đừng hòng có cơ hội hại bất kỳ ai nữa. Tráng sĩ tha mạng. Tha mạng? Tha mạng để ngươi đi hại ngươi à? Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa. Tôi xin thề. Tráng sĩ là học trò có đúng không? Chắc chắn là hiểu đạo lý gì nè. Đúng rồi, đánh kẻ chạy đi, ai đâu đánh người chạy lại. Xin tráng sĩ tha mạng. Ta... Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho ta, ta sẽ tặng lại tráng sĩ 3 món quà vô cùng quý giá. Ngươi thì có quà gì? Đây là con ngựa thần, một ngày có thể đi 1000 dặm đường. Túi màu vàng đựng ngọc mặt trời. Ban đêm hễ mở túi ra thì trời sẽ sáng như ban ngày. Cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Còn túi này đựng gì? Túi màu đen đựng viên ngọc mặt trăng. Ban ngày hãy mở túi ra thì trời sẽ tối sầm như ban đêm. Cất vào túi thì trời sẽ sáng lại như cũ. Sao Long, đừng tin lời bọn quỷ. Anh còn nhớ bài học cuối cùng trong rừng không? Cậu chịu thua chưa?
Đây là bài học cuối cùng, không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Làm sao ta tin được ngươi? Có khó cái gì đâu. Bây giờ là ban ngày, cậu thử mở cái túi đựng mặt trăng coi trời có tối hay không. Thật là thần kỳ. Sao Long, có chân. Ngươi lại gạt ta.